Hết 35 ngày thật nhanh, lòng tôi xao xuyến bồi hồi. Ngồi đây tôi nhớ về khoảng thời gian qua, thời gian cuống phòng trong tôi còn mãi. Đã bao thời gian bên nhau, nhà e thân thiết một lòng. Giờ đây tôi đã phải rời trung tâm, lòng tôi thẫn thờ, tôi không hề muốn. Ước mong thời gian sẽ quay trở lại, để cho cuộc sống chốn đây thêm thật lâu. Cùng học cùng hát, sáng ra tập trung, nhiều đêm thâu lạnh đến khuya ngồi gà. Nhớ khi tập trung xuống sân tự học, rồi gấp chăn gối giữa nguyên một nồi kèo. Cùng đi ăn uống, tôi ra điểm danh.